Hi, xin chào tất cả các bạn. Cũng đã lâu rồi tôi lại mới quay lại để làm video. Chắc là cũng một tuần rồi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ làm một video để giới thiệu tới các bạn những điều thú vị về hệ điều hành BlackBerry 10. Thì trước hết thì tôi cũng thông báo với các bạn đó là vẫn như mọi lần, vẫn như mọi năm và vẫn như các cái thời kỳ thì những con hàng dựng vẫn luôn xuất hiện ở thị trường Việt Nam theo nhiều nguồn khác nhau, nhiều thương gia khác nhau và nhiều đầu lái mối khác nhau. Thì có rất nhiều người khi xem clip của tôi thì hay so sánh là ở bên ngoài bán thế này thế khác. Thì tôi xin nói thật với các bạn luôn, nếu các bạn cảm thấy các bạn mua dùng hay là các bạn muốn ngon bổ rẻ thì các bạn có thể đi nơi khác. Tại vì cơ bản là tôi là một người chuyên ship từ nước ngoài về, và tôi cũng đã giải thích trong rất nhiều video giá nó rất là đắt. Và tôi cũng mong nói một lời không phải gọi là ngông cuồng, nhưng mà tôi cũng nói luôn với các bạn luôn là những thằng lái ở Việt Nam này bán á, thì không có một thằng nào chung chiếu với tôi và không đủ đẳng cấp với tôi. Nên các bạn khỏi cần so sánh luôn, kể cả thằng thương gia lớn cho tới những thằng thương gia nhỏ. Những thằng bán lâu năm và những thằng bán mới này thì các bạn đừng so sánh với tôi. Tại vì bọn nó không đủ đẳng cấp. Tôi nói để các bạn có thể định hình được vấn đề đó. Còn không cần phải nói khoác hay nói phét, các bạn đã xem rất nhiều video của tôi rồi thì các bạn cũng đã biết là tôi chơi như thế nào và cái đẳng cấp nó ra làm sao, và các bạn đã từng giao dịch với tôi rất nhiều thì các bạn cũng đủ biết như thế nào, tôi không cần phải giải thích thêm. Và những thằng xem video mà luôn tỏ vẻ ra nguy hiểm thì bọn mày cút luôn, bọn mày khỏi cần vào đây xem, biến luôn cho nó đỡ phải phiền hà nhau. Ok, tôi nói thẳng như vậy luôn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một video để giới thiệu với các bạn những điều thú vị trong hệ điều hành BlackBerry 10. Thì ngày hôm nay tôi có đây những cái chiếc máy rất thú vị. Thì tại sao có rất là nhiều người họ lại có vẻ là họ chưa được am tường lắm về cái phần BlackBerry 10, nên lúc là họ hay hiểu sai về cái hệ điều hành này. Thì trước hết tôi xin nói với các bạn là bỏ qua tất cả những cái mà các bạn hay nói là phần mềm, phần đồ. Thì bây giờ tôi cũng nói luôn với các bạn luôn là một khi mà chúng ta tìm tới BlackBerry rồi thì chúng ta định hình một cái phong cách chơi khác. Các bạn cần một máy làm công việc này, về email, về văn phòng, về những cái bản chất hay ho ở trong cái chiếc máy BlackBerry. Chứ các bạn không thể so sánh là chiếc máy này chạy vèo vèo như thế này, chiếc máy này như thế nào. Tại vì cơ bản nếu mà nói về email thì BlackBerry là số 1. Ông nào dám bảo chiếc máy nào hơn BlackBerry về email thì các bạn cứ điện thoại cho tôi. Nói chung là trên thế giới thì chưa có một cái hãng điện thoại nào mà dám nói là email có thể ngon hơn BlackBerry. Điều đó là không thể. Không thể nào. Còn trong mắt tôi thì con iPhone chỉ là một con cùi bắp về email, một con tồi tệ về email. Còn những chiếc máy về Android thì khỏi phải bàn. Tại vì căn bản là các bạn đã xem, các bạn đã từng dùng thì các bạn cũng biết. iPhone hay Android có lẽ rằng nó đáp ứng rất tốt về những cái phần như là phần mềm hay là trò chơi cho các bạn, nhưng riêng về email thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. BlackBerry là hãng điện thoại đầu tiên, hay gọi là hãng điện thoại tiên phong về lĩnh vực cung cấp những thứ liên quan tới email. Và BlackBerry cũng là một nhà sản xuất điện thoại đầu tiên hợp tác đối với những đơn vị chat như là Skype hay là những cái đơn vị chat như là Viber hay là Yahoo. BlackBerry cũng đều đi tiên phong, nhưng sau này thì cái thiên hướng của họ là họ khác. Dần dần thì các cái hãng đó nó phát triển thêm về quảng cáo rồi nhiều thứ, nhưng mà BlackBerry họ không cho phép điều đó. Thì những cái phần đó nó không tương thích được nhiều. Và bây giờ thì nó gần như nó lược bỏ đi rồi. Đó là sơ sơ các bạn biết về một số cái điều thú vị về BlackBerry, để các bạn có thể không lầm tưởng là BlackBerry nó cùi bắp. BlackBerry không hề cùi bắp. BlackBerry là một hãng điện thoại định vị cho giới doanh nhân và doanh nghiệp. Nó cực kỳ đẳng cấp và sành điệu. Đó, còn chúng ta hiểu sai thì chúng ta cần phải hiểu lại. Thì ngày hôm nay tôi có đây những cái chiếc máy BlackBerry 10. Thì tôi không thể mang hết ra đây, nhưng mà tôi chỉ lấy một số máy cơ bản để cho các bạn có thể mường tượng. Đây là cái chiếc máy mà chạy hệ điều hành 10.1. Thì tôi muốn lấy, hôm nay tôi sẽ so sánh với các bạn là 10.1 và 10.3. 10.0 thì nó quá nguyên thủy đi, không nói là 10.1. Thì các bạn có thể để ý này. Điều đầu tiên là icon nó to hơn. Này, tôi thì rất thích cái loại icon to như thế này. Nhìn nó to, nó đẹp, nhìn nó rõ nét, nhìn có cái gì đó nó nguyên thủy và nó đẹp hơn. Đây, các bạn có thể so sánh này. So với hai cái icon to thì một bên to một bên nhỏ, thì các bạn có thể cảm thấy là cái icon to nhìn nó khỏe hơn. Nhờ tôi so sánh cho các bạn đó, icon to thì nó khỏe hơn đó, và nhìn nó có cái gì đó nó đẹp hơn. Đây các bạn nhìn này. Cái phần tin nhắn văn bản này nó đẹp hơn phần text này.
nó cũng rất giống cái kiểu như là hệ điều hành OS cũ của iPhone và hệ điều hành OS mới á. Cái icon của nó thời cũ thì đẹp hơn, nhưng mà có những thứ thì chắc chắn là đời mới nó phải hiện đại hơn. Ví dụ như các bạn vào phần, tôi lấy ví dụ một số cái đặc điểm để tôi nêu ra để cho các bạn cảm thấy thú vị thôi. Một lát nữa tôi sẽ so sánh sau. Đây, các bạn nhìn này. Đối với phần chụp hình thì cái hệ điều hành cũ á, các bạn chỉ cần nhấp vào cái là nó chụp liền. Đây là một cái nhược điểm. Đây cũng là một ưu điểm và cũng là một nhược điểm. Cái ưu điểm là nó chụp rất nhanh. Đây các bạn ơi, quan sát này, tôi chụp này. Nhấp phát là chụp liền. Đó, nó chụp rất nhanh. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là đôi lúc mà các bạn muốn bắt vào một cái vật thể, tôi lấy ví dụ luôn ở đây này. Các bạn muốn bắt vào một cái vật thể nào đấy. Ví dụ nhé, các bạn muốn bắt vào một cái vật thể mà các bạn zoom chưa chuẩn chẳng hạn, thì các bạn có thể zoom lại. Đây này, các bạn có thể zoom lại. Các bạn có thể click vào đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn có thể click vào đây, các bạn chụp lại. Các bạn thì nó tăng cho mình cái độ chính xác cao hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái phần thứ hai á là cái sự sắp xếp của icon thì gần như là giống nhau thôi. Nó chỉ to hơn, nó chỉ nhỏ hơn. Nhưng mà nó khác biệt giữa cái phần này. Đó là phần BlackBerry Hub. Đây, BlackBerry Hub thì BlackBerry Hub theo tôi đánh giá thì hai cái hub nó như nhau. Đó, nó chỉ nâng lên hệ điều hành. Nhưng mà cái hub của cái thằng BlackBerry cái hệ điều hành 10.1 này nó đẹp hơn. Nó đẹp hơn ở cái chỗ là như này này. Các bạn có thấy chữ hub ở đây không? Khi các bạn click vào đây này thì phần này nó là chùm râu. Rất là đẹp luôn nhé. Đây, tôi xem nào. Đó, thấy không? Con này thì không có. Con này thì nó có cái gì đó nó tiên tiến hơn, nó tối giản hơn, nhưng mà riêng cái phần đời cũ thì nó có cái kiểu này. Thì nó rất là nó có cái gì đó nó rất là đây này. Thấy chưa? Nó tạo cho mình một cái thứ rất là chi tiết. Giống như tôi hay nói trên những cái Facebook hay những cái trang của tôi, đó là những cái thứ mà BlackBerry nó làm ra từ cái thời nguyên thủy, từ cái thời mà nó sơ khai, cái thời nó đang còn thịnh trị á, thì nhìn nó rất là đẹp mắt. Đây, kể cả như này, các bạn nhìn này, đây cái chiếc passport này nó rất là to. Đấy, to. Nhưng mà khi mà các bạn đảo qua cái hệ điều hành cũ thì các bạn vẫn cảm thấy nó có cái gì đó nó hoài cổ và nó rất là tuyệt vời. Nó rất là chi tiết, nó chi tiết đến từng chi tiết nhỏ luôn. Đó, đây. Các bạn nhìn lại ba cái hệ điều hành mới. Đấy, đây là ba cái hệ điều hành mới. Đây, hệ điều hành mới, icon mới. Nhìn nó nhỏ như này. Đó, còn cái hệ điều hành cũ thì nó to hơn. Đấy, nó to hơn, nó chi tiết hơn. Còn tất cả những thứ ở trong thì nó cũng đều như đây. Kể cả cái ứng dụng như là Remember, tôi lấy ví dụ này. Remember, một cái ứng dụng mà tôi đã từng giới thiệu tới rất nhiều. Đây, Remember. Cái ứng dụng này rất là hay. Cái ứng dụng này là ứng dụng ghi chép. Thì ở trong cái phần này, ghi chép ở trong này thì các bạn có thể ghi chép tất cả các mục và các bạn có thể ghi âm được. Thì tôi đã nói rất nhiều rồi, trong này có phần ghi âm. Và các bạn có thể quan sát như những cái tạp chí bóng đá hay là những cái tạp chí thế giới mà những cái phóng viên nước ngoài họ rất hay sử dụng BlackBerry để họ dí sát vào trong cái miệng của cái người họ được phỏng vấn á. Thì nó cho một cái hiệu ứng âm thanh rất là tốt. Các bạn không tin tôi thì các bạn cứ thử dùng máy BlackBerry 10 đi, thì các bạn sẽ thấy là cái chất lượng lọc âm nữa, thu âm của nó cực kỳ ngon. Tôi không dám nói phét, nhưng mà tôi dám khẳng định là BlackBerry 10 là những cái con máy có một cái chất lượng thu âm rất là xịn. Đấy, gần những cái chiếc máy nào nó cũng như vậy. Nhưng mà cái điểm ngày hôm nay thì tôi muốn nói với các bạn là rất là nhiều điều ở một cái chỗ là BlackBerry Hub. Đây, tôi đang lấy cho các bạn một chiếc passport. Đây là tất cả những cái email mà tôi hay làm. Tôi làm về YouTube rồi, tôi làm rất là nhiều công việc. Thì tôi dùng rất là nhiều mail ở đây. Điều đầu tiên là chúng ta có một cái BlackBerry Hub. Thì khi mà BlackBerry giới thiệu ra thì họ giới thiệu là BlackBerry Hub là một cái trung tâm thông báo. Trung tâm thông báo ở đây là bao gồm tất cả mọi thứ, những thứ như là cuộc gọi BBM, tin nhắn văn bản, email hay là Skype hay là Zalo hay là những cái thứ nào bạn cài là nó sẽ chạy vào đây bằng hết. Nó nôm na nó là như vậy. Nhưng mà cái vấn đề ở một chỗ là nó không đơn giản chỉ là một cái trung tâm thông báo, mà điều đầu tiên á, BlackBerry Hub nó là cái linh hồn của cái nền tảng BlackBerry 10. Tức là như thế này, ai dùng BlackBerry 10 chúng ta cũng sẽ biết là khi này, điều đầu tiên các bạn nhìn này, các bạn có thể click vào phần dưới cùng này để về hub. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn có thể vuốt đi vuốt lại để về cái trang trái cuối cùng để về hub. Thì hub nó có điều gì hay? Điều đầu tiên là nó cho chúng ta một cái sự quan sát trực quan để các bạn có thể quan sát là chúng ta sẽ mường tượng là phía bên góc trái cuối cùng của chúng ta có một cái trung tâm thông báo, chứ nó không có tràn lan. Các bạn hiểu ý tôi nói không? Nó không có tràn lan. Mà khi chúng ta có một cái email nào đó thì chúng ta chỉ cần click vào đây
thì lập tức nó sẽ thể hiện ra cái email của mình, cái thư hộp thư của mình nằm ở đâu. Ngày xưa trên những máy BBOS á, trên những máy BBOS thì nó cũng có những cái icon như thế này, nhưng mà hộp mail của nó thì nó tới từng hộp mail, nó tới theo kiểu là hộp mail này thì nó sẽ có. Thì điều câu hỏi nó tự xảy ra là như thế này: nếu giả sử như 5 email tới một lúc, tôi lấy ví dụ 5 email cùng tới một vào một thời điểm, thì nó sẽ leak 5 cái ngôi sao ở đây, thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái cảm giác là nó hơi phức tạp và nó hơi phân tâm. Trong khi các bạn chỉ cần leak qua bên này, leak qua bên này thì chúng ta sẽ biết được ngay, chúng ta sẽ nhìn được ngay là cái hộp thư nào nó tới, và chúng ta có một cái sự quản lý nó rất là trực quan, rất là trực quan luôn. Và tôi không có nhiều thời gian để giải thích cho các bạn sự thông minh của những cái phần hub này. Tuy nhiên là tôi chỉ khái quát qua là thứ nhất là chúng ta dùng một cái máy BlackBerry 10, nếu không sử dụng những cái phần mềm Android thì chúng ta hoàn toàn thích thú đối với những cái phần mềm ở trên cái chiếc máy BlackBerry 10 của chúng ta. Hầu như chiếc máy nào cũng rất là ngon. Trong cái chiếc máy BlackBerry 10 thì nó chỉ có cái con Q5 và cái con Leap là cái con, à không, chính xác là con Leap với là con Z3 là cái con hơi yếu thôi. Chứ còn lại thì tất cả những cái con BlackBerry 10 nó đều ngon. Đó. Và những cái ứng dụng mà BlackBerry viết ra cho nó thì thực sự là nó rất là tuyệt vời. Đó, có những trình giữ mật khẩu này, Password Keeper được duy trì từ những thời ngày xưa. Đó, thì các bạn có thể dùng nó trình quản lý tập tin. Tôi dám khẳng định với các bạn luôn, cái trình quản lý tập tin này cũng rất là thông minh, nó thiết kế rất trực quan luôn đấy các bạn. Nếu các bạn đã từng dùng trên máy Android thì các bạn sẽ thấy là nó rất là rối rắm, nhưng mà trên cái chiếc máy BlackBerry thì nó rất là trực quan. Đây, các bạn chỉ một cú click thôi, các bạn sẽ biết là cái máy của các bạn như thế nào. Đó, rất là tuyệt vời, rất là trực quan. Đó là cái điều mà tôi muốn nói cho tất cả các bạn. Còn nhìn chung là một điều nữa tôi muốn làm rõ cho các bạn, khi mà chơi BlackBerry ấy, và đặc biệt là những người mà đã, tôi tạm gọi là vào và biết đến tôi và xem qua YouTube của tôi, thì khi mà xem á, thì các bạn chú ý lắng nghe, chú ý thẩm thấu và chú ý để hiểu những thông tin mà tôi nói. Còn những vấn đề mà không cần quá quan trọng hóa thì các bạn đừng quan trọng hóa nó lên để làm cái gì cả. Giống như có rất là nhiều người xem rồi quan trọng hóa cái vấn đề là nào là tiếng Anh, tiếng đồ, kể cả tôi làm review về xe cũng vậy. Tôi nói thật với các bạn, đôi lúc các bạn nói tiếng Việt còn chưa sõi, các bạn viết còn chưa đúng, thì đừng xăm soi những vấn đề nhỏ nhặt đó làm gì cả. Các bạn hiểu không? Tại vì vấn đề á, chung quy thì cái gì cũng chỉ phiên phiến thôi. Cho dù các bạn, tại vì cơ bản là tôi nói thật với các bạn, thì các bạn hoạch huệ tôi một số từ tiếng Anh trong khi các bạn viết tiếng Việt còn chưa đúng, thì chả có cái gì mà phải hoạch huệ nhau gì ở đây cả. Các bạn nghe, giao lưu, cảm thấy vui vẻ, đó, thế là được rồi. Còn những cái vấn đề nó quá nhỏ nhặt thì không cần thiết. Và những cái vấn đề mà khi mà tôi trân trọng những cái góp ý của các bạn, nhưng nó góp ý ở sự chân thành chứ không phải góp ý ở sự giễu cợt. Tại vì trong cái giới BlackBerry này á, tôi đã không đụng ai thì thôi, nhưng mà tốt nhất là những thằng thương gia hoặc những cái đứa tào lao tốt là đừng đụng vào tôi. Tại vì đụng vào là mệt lắm. Nên tốt nhất là có một số lời chia sẻ với các bạn, đó là như vậy. Mong các bạn xem YouTube thì các bạn nhận được những cái sự chia sẻ. Mà tôi dám khẳng định với các bạn, trong cái đất nước Việt Nam bây giờ chả có một thằng nào sẽ chia sẻ cho các bạn nữa đâu. Tại vì để có một khoảng thời gian sưu tập lâu, để có một khoảng thời gian thẩm thấu lâu, và đủ có một khoảng thời gian để hiểu hết về nó, thì đây là một điều quá khó, vô cùng khó, mà gần như tôi chưa bao giờ bắt gặp một người nào chơi BlackBerry làm được điều đó. Đó là điều không thể. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Tại vì khi các bạn, tôi nói, tôi không nói dóc với các bạn, một người phải có tiền tỷ và vài tỷ mới có thể đủ để chơi một bộ sưu tập BlackBerry khủng. Tôi dám khẳng định luôn. Và điều này đến thời điểm bây giờ thì tôi dám khẳng định với các bạn, điều này chỉ có ông sếp của tôi làm được. Tại vì ông sếp cũng mua mấy trăm cây full box của tôi rồi. Còn lại tôi dám khẳng định trong cái đất nước Việt Nam này luôn, không có một thằng nào mà có đủ 500 bộ full box ấy. Điều đây là không tồn tại. Nên cái chuyện mà các bạn có thể mua được những chiếc máy mà mua đến hàng trăm cây máy mà dùng, điều này là không bao giờ có. Đó, nên là khi mà chúng ta giao lưu vui vẻ như thế này thì thôi, ta cứ phiên phiến. Còn vấn đề gì mà các bạn không rõ thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại mà tôi có thể biết, hoặc link Facebook mà tôi gửi cho tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn gặp được nhiều niềm vui, nhiều được sự hiểu biết thêm và sự vui vẻ khi xem video của tôi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin cảm ơn.